110. Mình là kỹ thuật viên của VidaShop. Thì ở những video trước thì VidaShop đã giới thiệu đến các bạn tác dụng của loa siêu trầm hoặc và loa sub trong một dàn karaoke là như thế nào. Nhưng vẫn còn nhiều khách hàng thắc mắc là giữa sub điện và sub hơi nó khác nhau ở chỗ nào, khi nào thì nó dùng sub hơi, khi nào thì nó dùng sub điện. Thì hôm nay mình và mọi người sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái vấn đề này nhé. Subscribe Vidia, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt. Và bây giờ mình sẽ đi phân tích điểm giống nhau và điểm khác nhau giữa hai loại sub này cho các bạn cùng hình dung và đi sâu vào vấn đề hơn. Thì điểm giống nhau đầu tiên đó chính là hai loại sub này sẽ được cấu tạo và được hình thành từ một củ loa bass. Nhưng mà tùy theo cái độ tắc của nó thì nó sẽ có cái gì gọi là cái khối lớn hơn. Còn cái điểm khác nhau là sub điện á sẽ được tích hợp một cái mạch công suất. Thì khi đó khi các bạn dùng amply để xài sub điện thì các bạn có thể dùng tín hiệu hoặc là dây AV để out tín hiệu ra một mạch công suất. Thì khi đó mình sẽ hiệu chỉnh cái tín hiệu đó trên cái mạch công suất của cái lớp sub điện luôn mà không cần phải dùng một cái men hay một cái gì đó. Còn sub hơi thì khi các bạn muốn dùng sub hơi thì các bạn phải dùng tín hiệu từ cái men để đẩy cái tín hiệu vào cái loa sub này. Tức là khi các bạn đấu cùng loa từ cái men xuống thì các bạn dùng cái volume ở trên cái men á, các bạn dặn lớn nhỏ để các bạn out tín hiệu ra sub hơi này. Đó chính là điểm khác nhau và cũng là điểm khác nhau gọi là đặc trưng của hai cái dòng loa sub này. Toàn bộ cái này là mạch công suất của nó. Mạch công suất là khi các bạn sử dụng là có volume để các bạn hiệu chỉnh lớn nhỏ, rồi giải tầng của nó, tín hiệu đầu vào, chạm loa, và đây là những cái thanh tản nhiệt. Đó là điều đầu tiên các bạn phân biệt được giữa sub điện và sub hơi. Còn sub hơi thì nó không có mạch công suất của mình các bạn, nó chỉ có tín hiệu đầu vào thôi, là chúng ta sẽ đấu cùng loa vào đây. Và tùy theo những sản phẩm của các hãng khác nhau thì các bạn thì các nhà hãng sẽ thiết kế khác nhau. Thì cái con này mình đang giới thiệu các bạn là cái con của hãng E3 S15. Thì trong này nó không có mạch phân tần các bạn. Thì tùy vào hãng, có hãng nó sẽ có mạch phân tần. Thì mình sẽ nhắc lại là để phân biệt được giữa sub hơi và sub điện, đó chính là sub điện thì có mạch công suất và sub hơi thì không có. Và sub điện thì sẽ dùng điện để cấp nguồn. Còn sub hơi thì các bạn phải dùng một cái cục đẩy hay gọi tắt là men để đẩy tín hiệu ra. Khi nào chúng ta dùng sub điện, còn khi nào chúng ta dùng sub hơi thì đó là một vấn đề mà các bạn luôn đặt ra câu hỏi. Thì mình sẽ nói luôn về cái vấn đề này. Thì đầu tiên khi các bạn dùng sub điện thì các bạn phải xem thử cái không gian setup của mình là tầm khoảng bao nhiêu mét vuông. Và lời khuyên của mình là khi các bạn muốn setup một cái sub từ 3 tấc đến 4 tấc thì các bạn có thể setup cho cái không gian tầm khoảng từ 3-4 mét vuông trở xuống. Thì khi đó thì cái sub điện của chúng ta nó sẽ hoạt động gọi là tốt nhất. Thì cái tiếng nó sẽ đầy và lực cho cái khoảng không gian đó. Còn khi nào dùng sub hơi thì nó đa dạng về chủng loại cũng như là mẫu mã. Sub đôi, sub đơn. Thì sub đơn thì các bạn có thể, nói chung là tùy nhu cầu sử dụng mà các bạn dùng cái sub nào cho nó hợp lý. Thì nếu mà các bạn kinh doanh phòng karaoke từ 40 phút trở lên thì các bạn có thể dùng cái sub này cũng được. Cái này là sub 5 tấc nè. Còn nếu các bạn dùng để hát acoustic hay là sân khấu thì các bạn có thể sắm cho mình một cái gọi là sub đôi hoặc là sub đơn cũng được, tùy theo cái không gian mà các bạn cần setup. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Tóm lại, sub điện khác sub hơi ở chỗ là sub điện được tích hợp mạch công suất, còn sub hơi thì không. Và điều thứ hai là khi các bạn thiếu sub điện thì nó chỉ sử dụng được trong những dàn karaoke gia đình nhỏ và có diện tích dưới 30 mét vuông. Còn sub hơi sẽ dành cho những diện tích lớn hơn như cái phòng karaoke kinh doanh hoặc là những sân khấu lớn. Và nếu các bạn cần tạo ra cho mình một chiếc sub thì các bạn có thể đến ngay các showroom của VidaShop để được các nhân viên hỗ trợ và tư vấn. Còn bây giờ thì tạm biệt.